Thì Sam đào điểm nha bạn. Cây này nó cũng dáng là lạ nè. Cây này cái hoành chắc khoảng hơn 20 á. Cây này mình cắt mấy cái cốt, giật cốt rồi gửi cho bạn. Rồi mình bán ngoài vườn luôn bạn ơi. Mấy cây này ngoài vườn mình còn nhiều lắm. Anh em nào cứ lại vườn lựa cũng được. Lại vườn thì mình lựa mình bán giá rẻ lắm. Còn bán trên mạng thì nó có tiền ship nha bạn. Dạ cây lắm. 250k bao ship nha bạn. Cây này cắt phôi lại gửi cho bạn, cắt phôi gọn gọn lại. Cũng nên cắt phôi gọn gọn. Còn nằm trong cái bầu luôn, chưa đánh lên. Bứng lên mình gửi cho các bạn.